Chào mừng các bạn đã trở lại với Đô Lực Tin Học. Thế với Đô lần trước mình đã hướng dẫn các bạn làm bài thực hành 2 và bài thực hành số 3 chương trình Tin Học 12. Thì hôm nay tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thực hành bài thực hành số 4 tạo biểu mẫu đơn giản trong chương trình Tin Học 12. Rồi, để làm được bài thực hành 4 thì đầu tiên mình sẽ mở di trình quản lý học sinh mình đã tạo ở bài thực hành 3 hôm trước ha. Chỗ có phần. Rồi mình chọn quản lý học sinh. Rồi chọn phần. Rồi, hôm trước mình đã tạo được cái bảng gồm có 9 người như sau. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu cập nhật dữ liệu. Mình sẽ tạo biểu mẫu ha. Thì để tạo biểu mẫu trên là xếp 203 thì mình sẽ vào form. Thì nó sẽ có hai chế độ biểu mẫu là chế độ design view và chế độ new sinh visa là sử dụng thuộc sĩ. Ok. Thì khi ta tạo cái thứ nhất thì ta sẽ tạo cái biểu mẫu trống và lại không có cái gì cả. Lúc này mình phải tự để tạo này thì nó sẽ mất thời gian. Thì để cho nhanh thì tôi sẽ sử dụng cách thứ hai, nó sử dụng biểu chế độ thực sĩ. Thì ở đây nó sẽ cho, khi mình chọn chế độ này nó sẽ cho trong cái phần làm table query cho phép mình chọn bảng hoặc là query để làm nguồn cho biểu mẫu. Thì ở đây mình sẽ chọn bảng học sinh để làm nguồn cho biểu mẫu và sau đó mình sẽ kích để đưa những cái trường cần thiết vào biểu mẫu. Thì chúng ta có thể quan sát cái bài số 155. Thì ở đây ta sẽ lấy những cái trường mà có đề bài yêu cầu. Thì ở đây sẽ lấy hết các trường, thì ta chọn đây sẽ lấy hết các trường. Rồi đây là trả về, còn đây là lấy hết. Rồi chọn nét. Rồi ở đây thì mình chọn cái dạng cấu trúc của biểu mẫu ha, dạng cột, dạng bảng, dạng data sheet. Thì đây trên đề bài là dạng cột, mình sẽ chọn column. Rồi mình sẽ chọn cái style cho biểu mẫu ha, thì tùy ý mình thôi, muốn chọn style nào cũng được. Rồi chọn nét. Rồi đặt tên cho biểu mẫu, để tên mặc định đó là học sinh ha. Rồi thì ở đây mình sẽ mở cái chế độ biểu mẫu để cập nhật dữ liệu, còn đây sẽ mở chế độ thiết kế để sửa lại cấu trúc của biểu mẫu ha. Rồi mình chọn finish. Rồi thì sẽ biểu mẫu sau khi tạo sẽ có dạng như sau. Rồi thì chúng ta có thể cập nhật dữ liệu vào cho biểu mẫu này. Đây chúng ta có thể cập nhật dữ liệu vào cho biểu mẫu, nhưng mà ta thấy cái đề bài số 1 là nó yêu cầu mình tạo biểu mẫu bằng thực sĩ, sau đó chỉnh sửa phông chữ tiếng Việt và di chuyển các trường theo vị trí đúng. Thì để di chuyển được các trường và chỉnh sửa phông chữ tiếng Việt, ta sẽ chỉnh sửa những cái tiêu đề này, thì chúng ta phải quay qua chế độ thiết kế là bằng cách click vào đây, giống như tương tự trên bảng ha, chuyển qua chế độ thiết kế. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chỉnh sửa. Đây là mã số, sẽ chỉnh sửa cái mã số này lại ha, là tiếng Việt. Rồi mình sẽ di chuyển các trường cho đúng yêu cầu của đề bài. Đầu tiên như mình sẽ di chuyển khi con chó chuột có hình bàn tay thế này, cách giữ và kéo xuống ha. Đây là điểm tin. Rồi tương tự con văn con gì, lưu ý là gần bàn tay thế này, kéo xuống cách giữ chuột trái và kéo xuống. Rồi tương tự bên đây ha, điểm hóa. Nếu như hình bàn tay thế này thì mình chỉ kéo được có một cái thôi. À, thì đó mình phải bắt buộc phải có cái bàn tay để ta kéo lên có mới kéo được nguyên cái ha. Rồi đây nè, có bàn tay thế này để mình sẽ kéo được cả hai cái, đó là tiêu đề và nội dung luôn. Rồi mình đã di chuyển được các cái trường. Mình sẽ di chuyển trường ngày sinh lên trước trường là đoàn viên.
Rồi, bây giờ mình quay qua chế độ biểu mẫu để mình xem kết quả. Đây, thì biểu mẫu mình đã thiết kế theo yêu cầu của đề bài. Nó sẽ giống với cái yêu cầu của bài số 1 ha, yêu cầu bài số 1. Đó là chỉnh sửa tiêu đề tiếng Việt, rồi di chuyển các trường theo đúng yêu cầu. Đây mình sẽ chỉnh lại cái môn hóa này, nó hơi bị chệch chút xíu ha. Chỉnh nó lại. Rồi. Bài số 2 là sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm bảng ghi. Thì ở đây thì mình sẽ chỉnh chế độ biểu mẫu. Thì thay vì trước đây á, ở bài phía trước thì mình sẽ nhập trực tiếp trên bảng ha, nhập trực tiếp ở đây. Thì bây giờ mình không nhập trực tiếp nữa mà mình sẽ nhập thông qua biểu mẫu. Bằng ở đây mình sẽ di chuyển, đây sẽ có chín bảng ghi nè, mình đã nhập chín rồi. Thì mình sẽ kích đây New Record. Thì lúc này hoặc là di chuyển đến bảng ghi cuối cùng nó cũng cho phép mình tạo mới ha. Rồi mình sẽ cập nhật vào đây. Dụ như là Nguyễn Vũ Nam. Cập nhật chưa? Rồi, đây là giới tính là nam. Rồi ngày sinh cập nhật vào ha. Rồi. Nếu thì đã xong một người, bây giờ thêm một người nữa, mình cứ ở đây. Lại thêm một người nữa. Tương tự. Trần Thành Hưng. Rồi, tương tự mình cứ nhập điểm vô ha. Ở đây cho nhanh thì mình chỉ nhập tên thôi, các bạn có thể tự nhập điểm ha. Rồi kết tiếp phần kỳ tiếp theo đây. Rồi rồi như thế này là mình đã nhập xong 5 người. Bây giờ mình quay lại chế độ bảng mình xem thử nó có cập nhật chưa hay không. Thì mở cái table lên để thấy nè, đây nó sẽ cập nhật chưa cho mình à, thêm 5 người nữa. Rồi thì đó là cách để người ta nhập thông qua biểu mẫu ha. Thì thông thường khi nó nhập thông qua biểu mẫu thì nó có một số cái lợi, đó là ví dụ như nó có lợi ích là chúng ta có thể nhập được cho nhiều bảng. Ví dụ như mình có thể tạo biểu mẫu từ nhiều bảng, lấy dữ liệu từ nhiều bảng và sau đó mình có thể cập nhật cùng một lúc cho nhiều bảng ha. Đó là một trong những cái lợi ích khi chúng ta sử dụng biểu mẫu. Rồi, bây giờ tiếp tục qua bài số 3. Số 3 là sử dụng các nút lệnh trên công cụ để lọc ra những học sinh là nam. Thì ở đây thì mình sẽ lọc học sinh nam thì bằng cách mình vào chọn học sinh nam, giới tính là nam nè. Rồi, mình sẽ chọn là Filter by Selection. Lọc nhanh ha. Lúc này nó chỉ còn có 7 bảng ghi thôi, đó chính là nam, 7 bảng ghi là nam, được chưa? Rồi hủy lọc cái trên đây, quay lại 14 bảng ghi. Rồi bây giờ sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần. Thì ta thấy cái tên này nó chưa, ta thấy rằng cái tên là chưa có tăng dần nè. À, bây giờ để sắp xếp tăng dần thì mình sẽ chọn ngay tên, rồi mình chọn là A đến Z. Lúc này sẽ sắp xếp cho mình là tăng dần nè, anh xếp theo thứ tự tăng dần. Rồi ngoài ra mình có thể chọn cái chức năng record nè. Record ở đây nó có phần sort, nó cũng có thể sắp xếp được ha. Bây giờ sort sẽ đi là tăng dần nè,
Sọt descending là giảm dần à. Đó là cách để tăng dần, giảm dần. Rồi bây giờ mình sẽ lọc ra học sinh là nữ. Thì đây là học sinh là nữ thì chúng ta có thể sử dụng cái chức năng record này, sort, filter by form. Bây giờ đọc ra giới tính là nữ ha, mình chọn giới tính là nữ. Thì trước khi lọc thì chúng ta nên xóa bỏ cái điều lyric để xóa bỏ cái điều kiện lập trước đó ha. Rồi đó mình sẽ chọn giới tính là nữ đi. Sử như mình nhập có điểm toán trên 8, toán trên 8 thì ta chọn này. Rồi ta chọn lọc đây thì ta sắp xếp ra nữ và có điểm toán trên 8 à. Hồi nãy lần lý mình quên là này điểm toán phải toán trước mới tính lý. Đây quay vào chế độ thiết kế thì mình chỉnh lại chút xíu này. Đây này toán ở trên lý ha. Rồi đây là cách để chúng ta lọc, thì có thể sử dụng cái nút lệnh ở đây hoặc là sử dụng cái lệnh record. Đó là một hệ là hai cách để chúng ta có thể thực hiện, có thể hủy lọc thì remove file sort quay lại bình thường à, và file sort chọn ở đây để hủy lọc cũng được. Rồi thì đó là cái chức năng để chúng ta sử dụng, đó là bài thực hành số 4 ha. Đến đây mình đã hoàn thành bài thực hành số 4. Đến đây thì mình xin kết thúc qua tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.